Duy xin chào ông bà cô chú anh chị. Hôm nay ngày 12 tháng 5 là ngày lễ của mẹ. Thì tối hôm qua chị họ, con gái con và bác ở dưới quê á, có gửi Duy 200 tệ. Nhờ Duy hôm nay đem lại cho mẹ của chị giùm. Giùm hồi Duy sẽ đem lại cho bà bác. Thì hôm nay ngày lễ của mẹ, Duy cũng xin chúc cho tất cả các bà mẹ ở khắp mọi nơi trên thế giới này á, thì đều có sức khỏe, vui vẻ bên con cháu. Nha. Xin em mù xin chị á. Chủ đề chị chia phát triển kiểu hay chia của phát triển kiểu gì? Chúc nị mù xin chị khoai lơ. Khoai lơ. Chị chị chia phát kiểu gì à? Tôi biết. Chị chân bảo. Chị chân bảo. Thầy chúc nị mù xin chị khoai lơ. Nè, 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 我不得唱歌不去了。嗯。来，帮祝吧，奶奶，你说，你说。祝奶奶母亲节快乐。祝奶奶母亲节快乐。啊，快乐，谢谢你，真棒。差点。哎，狗眼。姨 mới đi chợ về mua ít rau về nấu cơm ăn, rau diếp ngồng thơm, xào thịt ăn ngon lắm. Rồi rau dền, một cái bông cải, quên ít sườn, sườn hơi hầm với bắp. Ở bên đây nhà Duy thích ăn bắp, hầm cái gì hay hầm với bắp. Thì quên ít thịt ba gọi, thịt ba gọi để bỏ vô xào chung với mấy cái này. Bây giờ Duy chuẩn bị nấu cơm. Bây giờ sao chỉ nhiều à? Giờ này bà đi gãy phân cho bắp nè. Rau gì lặt xong rồi, còn mấy cái này ở trên là sâu sâu này á, đem ra cho gà, đem ra cho thỏ ăn. Như bà nội nói á, cái nào mà nó tươi nó ngon thì mình ăn, còn cái nào mà nó già nó sâu một chút xíu á thì cho gà cho thỏ ăn. Giờ nãy đi kiếm ăn nó về chưa đủ. Con kia đứng hồi mới chịu lại ăn. Con gà đi lên cái đồi ở phía sau đó cô chú, nó đi nó kiếm ăn. Rồi chiều trưa gì nó về nó ngủ trong chuồng trong đây nè. Bên đó có cái chuồng. Chạy lại từ từ rồi đó. Bà nội giờ mới về. Sáng giờ ông bà nội đi xới cỏ. Mày không nè. Ông cầm để dục thùng rác. Cho la cho đừng. Đôi giày rách kìa. Nó la cho đừng. Chị có xe đấy. Dùng có ba chị dùng hàng.叫叫没有呢来来来嗯嗯妈妈妈大大个妈妈啊两个妈妈嗯知道我知道嗯我知道嗯虽然妈妈没有姑娘是吧没有姑娘咱这是个姑娘有啥子都媳妇现在我是她姑娘了 懂 啦, 对, 他对我这么好，现在我是他这个姑娘，小姑娘。你要对他好，嗯，不是他对你要好，你对他要好，嗯。等啊等啊等啊等啊等，还我先煮饭了啊。
等会儿娘来吃饭啊。Hôm nay là ngày lễ của mẹ của chú nên là dì sẽ nấu cơm cho mẹ ăn, chỉ có vậy thôi. Thì cũng nấu mấy món thường ngày hay ăn chứ cũng không có gì khác. Ăn xong rồi chiều nay nhà dì đi qua nhà mợ đi đám tang một bữa nữa. Thì chút nữa ba của Sòi về, về tới rồi đi chung luôn. Giờ dì sẽ xào rau. Bữa nay thì có cái nồng rau diếp mình nè cô chú. Rồi dì xào với ít thịt. Rồi xào thêm rau dền với bông cải. Hồi đi thêm lấy thêm mấy cái trứng gà làm trứng chiên nữa là được. Bây giờ chị sẽ nhúc nhở á. Ở bên mình thì nhóm lửa bằng lá dừa, còn đây nhóm lửa bằng cây khoai lang hoặc là cỏ chanh hay cỏ gì đó. Nhà bà nội vô nhóm lửa. Y điện sản phẩm của bà tao ra là sao của mình đi xì xì sao miễn nhiên chào sang như chuẩn bị tuệ miễn nhiên chào sang ba thời về chiều nay sáng sớm mới đi làm sớm ba thời chào cái thế như cha từ trong thời chào lấy một gì có ý thưởng tao là còn cầu chung gì như thay sầu ra phổ cho chào đó có khói mà bao hậu chứ. Rửa lớn đi làm không kịp của cô chú. Rửa chưa hiểu à? Rửa chung à? Rửa chung lấy cầm à? Ờ, cầm à. Rửa chung cho khối với sánh gì lại. Chị nấu thì đi chụm lửa từ từ. Rồi bà nội thì chụm lửa nó ngồi tí nữa. Bà nội làm nhanh. Rửa nhanh. Còn như là anh sở khác không à? Ủa là sao là thì ta lắp cái nghe cầu thai nào? Chị theo mùa. Chủ phan thì mình chưa hình cho à? Cái này là một chuyên gia. Chú nhì một chuyên gia phải được à? Phải được à? Nó bây giờ chị sẽ xào rau dền nữa là xong. Rau dền xong chị sẽ đem qua kia chiên trước. Chiên bít ra đi thôi này với sợi khét quá. Rửa lớn không sợi khét. Sao không sao? Đúng rồi, tôi đang hồ ăn mà. Mấy hồ hồi ra? Ừ. Mấy cuốn chai cũng thấy. Em hoa. Cho chị cho cái thạp à? Có phải yêu cuốn chai, cho nó đừng cho thọc. Dạ. Nó là khoái quá rồi gà tùm. Thật tạo điện hoa luôn nha. Nói bà sát không có được gì à? Có một người tạo ra. Sao thế ạ? Tụi vô lại sao? Vì vô anh đi. Vẫn vô mà dưỡng hơi còn lửa than chảo khét. Hồi nãy thấy ba cái ít quá cô chú ơi. Do cái trứng gà này nó nhỏ nhỏ, bốn cái trứng mà gà có nhiều đây thôi. Xin chào cả nhà. Ờ, các bạn xin giới thiệu cho mọi người về trong mà đây. Ờ, được khai sao. Do nên là các bạn đã chẳng phát thai được sự vật. Chúng ta phải biết sức mạnh sau đó là sao không chứ. Hôm nay con chúc bà nội gì rồi? Chúc mẹ mẹ
Còn này là xe phải thẳng năm mua bạn. Xe lúc này thì... Giống như cái bát hàng người ta phải được chứ. Thằng phố ấy lượng thằng phố ra. Có gì người ta phải được chứ. Dạ. Bao này cho bạn được. Thứ hai là hai bà bé đi nói nhiều quá đi hai bà 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 Bà hãy lắp thẳng. Bà bù sữa sung à? Đây, bà lắp cho. Bà múc cho. Tranh thủ ăn cơm lẹ lẹ xong rồi. Bây giờ ba của Sòi chở ông nội đi ra đây để mua pháo, rồi nhang đèn, đồ cúng rồi. Để hồi đem vô đám tang của mợ. Chốt của bé Sòi hồi nãy có về nữa. Hôm nay đi thì chắc cỡ tới 9-10 giờ đi mới về. Tại vì tối nay là sẽ làm giống như cái đàn để cầu nguyện để cho linh hồn được đi lên thiên đàng với ông bà vậy đó, cho ông bà về nước. Thế nơi rồi xuống. Đi ra cái tiệm bán vàng mã của chị ở xóm gì nè. Cái này là dòng hoa là coi chú. Dòng hoa. Rồi cái ghi tên mình ở đây. Như bên đây ai đi dòng hoa tươi thì đi, không đi dòng hoa tươi thì mua dòng hoa giải gì. Mua thêm pháo với tiền vàng bạc nhang. Đi cùng tôi sao? Hết bao nhiêu đây là 80 tệ. Ông lại trả tiền rồi quên lấy đồ. Chào lão. Bye bye. Là cái kia nông bây giờ đấy, không ai cái kia nông bây giờ. Ê, ta đi qua bờ này chứ đó, qua bờ chứ phong này, chỉ nào đi khó là. Không thầu này khó là đi. Ở chỗ này khó là, sao bảo? Xin nên mò mò vô kỳ nhận, sẵn cô. Thế là chị mây cô nhận là tay. Nội đem theo cái mền nè cô chú. Ở bên đây đám tang á là chị em gái với con gái á thì đi là sẽ đem theo cái mền. Khăn tang rồi bữa hổm phát cho người nhà người con cái. Rồi đi rồi đem về, bây giờ lại đem theo. Ở đây có ốc nè cô chú. Con bắt ốc. Ốc quấn. Nó nằm sát cái máy. Vậy mà cũng nhiều ha. Nãy giờ ông đi vòng vòng cái hồ này thôi mà được nhiều đó. Cái hồ này chỉ thấy nước cạn ìu, thấy đáy ở dưới luôn á. Đây mấy cái cỏ ở trên, nó đóng ở trên. Ở đợt trước vô thấy là ở đây người ta kéo lên rồi, thời gian nữa nó cũng đóng ở trên cái mặt hồ gì nữa nè.
Trên đây ông bác này đang làm hình nộm bằng gươm, bộ đồ đó của mợ hồi lúc trước đó. Làm xong cái mặt vô. Mẹ đó nè xoay. Trời không dám đi vô trong. Ở nhà thì không ai giữ hết trơn á, nên dắt đi theo. Bà bà hủy bộ hủy. Bà bà như là gì bộ hủy. Ở trên cái nhà cũ này chắc toàn là củi chắc không. Ở bên đây vậy coi chú, ở nhà của mấy ông bà bác lớn tuổi, ở dưới là ở trên là để chứa củi. Ở trong đó còn củi nhiều dữ lắm đó. Mà vô qua điện thoại không thấy thôi. Hồi ăn cơm nữa. Bữa hổm giờ là 5 ngày. Ngày đã ăn 2 lần, buổi trưa và buổi tối. Thì không có chen mà. Gì á, còn 2 năm nữa là 80 tuổi. Thì mến hình tôi lĩnh xưa là thì mến hình sang. Mát hậu trang mà. Những nhô thì sẽ nhìn. Nó cảm ơn gì chưa? Em ở trong đây nè. Đi vô kiếm em chơi nữa đi. Giờ đi qua bên nhà cậu rồi, cô chú ơi, ngồi đây chút xíu. Chút xíu nữa, hồi qua bên kia ăn cơm. Nãy giờ xòi đi chơi với con bé này nè. Cái món cuối cùng thường thường hay là rau xào. Ăn cơm xong rồi cái khách về từ từ hết đó cô chú. Một hồi nữa chỉ còn con cháu ở lại cầu nguyện thôi. Chúng ta là đi cầu phan y. Trên đây mà. Anh sửa chưa bố sứ này nơi cho. Bà nội nói tối nào nó không về. Bà nội ở đây, nhà bà nội ở đây nè. Nó nói không phải. Bà nội ở đây một ngày thôi, mới bà nội về với con. Miễn thế này nay hủy là Chia đâu Anh sửa Mỹ hồ sơ rồi mới hủy.
Miễn thêm hình tour sơ. Anh sợ bà nội không có xe về. Miễn thêm nhiều hình tour sơ. Miễn thêm rất là nhiều xe luôn. Bà nội đi về. Ngày mai có rất là nhiều người về luôn. Bà nội về chung với người ta. Có xe về yên tâm. Nha. Đừng sợ nha. Mai xong là bà nội dễ con à. Thôi phải này, nay Mỹ dù sơ hủy cha ha. Này nói xin em ơi, Mỹ dù sọn sao mà suy. Nó nói ở đây không có giường sao mà ngủ. Tới nay bà nội không có ngủ, bà nội ở trong nhà từ đường đó đó. Rồi ngồi chơi với mấy bà bác, rồi chạy mấy cái giường nhỏ nhỏ đó. Rồi mệt nằm tới rồi nghỉ. Sợ bà nội không có xe về, không có giường ngủ. Hầu tôi lên. À, bà nội ở đây có mình nên à hả? Nhiều người, ở đây rất là nhiều người luôn chứ không phải bà nội. Hồi nhiều người lắm. Đừng sợ, yên tâm nha. Mời bà nội dễ con rồi. Chưa mai bà nội về. Mời con đi học về là bà nội về tới nhà rồi đó. Ha. À. Ok. Ở tỉnh Hồ Bắc á, còn mấy tỉnh khác làm sao gì không biết. Nếu như mà người ở trong thôn mà mất tại nhà hoặc là mất vòng vòng ở trong thôn á, thì quan tài mới được đặt ở trong nhà từ đường để làm đám. Còn nếu như mà đi làm hoặc là đi đâu ra ngoài mà lỡ mất ở ngoài hoặc là mất ở ngoài bệnh viện á, thì quan tài không có được đặt ở trong nhà từ đường để làm đám đâu, mà sẽ che ra một cái gạp ở kế bên vậy đó, rồi tổ chức ở phía ngoài. Nên là ở bên đây như người ta già, người ta rất là muốn về quê, xong rồi mất tại nhà, tại quê á, rồi tổ chức ở trong nhà từ đường thì sẽ ấm cúng hơn. Và còn một cái điều này nữa là đêm cuối cùng của ngày hôm sau đem người đã mất đi chôn á, thì sẽ lập một đàn như thế này để con cháu tập trung về cầu nguyện để cho linh hồn của người đã khuất sẽ được lên thiên đàng. Giờ chuẩn bị ra để đốt pháo đó cô chú. Vì ở bên này Di nghe người ta nói là càng thọ sẽ đốt pháo càng nhiều.
đây làm lễ một chút nữa xong rồi á, đi vô phía trong nhà từ đường làm lễ tới 12 giờ khuya nữa là kết thúc. Thì video của Di đến đây kết thúc rồi. Nếu như mà Di quay cái này có cái gì mà không được cho lắm á thì mong ông bà cô chú anh chị bỏ qua. Chị cũng muốn quay cái này chia sẻ lại cho ông bà cô chú biết phong tục của người Hồ Bắc ở đây thôi.